Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp về Cộng hòa Mỹ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ công để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ thì bộ này sẽ hết ngân sách để trang trải các chi phí vào ngày mùng 5 tháng 6 tới. Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã tiến hành ba vòng đàm phán trực tiếp nhằm đạt thỏa thuận về nâng trần nợ công để Mỹ có thể đáp ứng các chi tiêu hiện nay. Theo thỏa thuận sơ bộ mới đạt được, mức chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng nói chung không thay đổi đối với tài khóa hiện tại và tài khóa 2024. Hiện chưa có giới hạn ngân sách sau năm 2025. Nhóm đàm phán vẫn đang nỗ lực hoàn tất nội dung thỏa thuận. Trước đó, phe Cộng hòa đề xuất cắt giảm chi tiêu 130 tỷ đô la với các khoản chi tiêu trong năm tới để hạn chế ở mức bằng năm 2022 coi đây là điều kiện để đạt thỏa thuận tăng trần nợ công. Chính quyền tổng thống Biden phản đối các biện pháp này, thay vào đó đưa ra kế hoạch giảm một số chi tiêu và tăng thuế đối với những người giàu nhất cũng như các tập đoàn hiện đang được hưởng các khoản giảm thuế lớn. Bộ tài chính ước tính sẽ không còn nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ của chính phủ nếu quốc hội không nâng trần nợ công hiện ở mức 31.400 tỷ đô la trước ngày mùng 5 tháng 6 các nhà nghiên cứu trung quốc và các đối tác quốc tế vừa thiết lập một ngân hàng dữ liệu về chỉ số gen lúa đầu tiên trên thế giới cơ sở dữ liệu này trong tương lai sẽ giúp cho các nhà khoa học cải thiện chất lượng giống lúa tạo ra các vụ lúa bền vững hơn bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu các nhà nghiên cứu Đại học Nông nghiệp Hoa Trung, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã nghiên cứu bộ gen chất lượng cao đại diện cho cấu trúc tiểu quần thể của lúa châu Á. Với sự hợp tác của các trường đại học tại Philippines, Mỹ, Pháp và Ả Rập Xê Út, nhóm nghiên cứu đã phát triển một bản đồ đảo ngược bộ gen. Sau khi bản đồ được phân tích, các nhà nghiên cứu phát triển cơ sở dữ liệu bộ gen lúa toàn diện đầu tiên trên thế giới, bao gồm các cụm gen có cùng nguồn gốc. Cơ sở dữ liệu chứa thông tin về tên chung, trình tự chức năng biểu hiện của từng gen lúa mối quan hệ giữa các gen cũng có thể được tìm kiếm phân tích và trực quan hóa bằng cách sử dụng các mô đun và công cụ của cơ sở dữ liệu hiện tại để bảo đảm cơ sở dữ liệu sẽ giúp cải thiện năng suất trồng lúa các nhà nghiên cứu đã cho phép mọi người có thể truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu này trên toàn thế giới Ngày 27 tháng 5, hành khách đi máy bay đến Vương quốc Anh phải đối mặt với tình trạng ùn tắc lớn do sự cố hệ thống toàn quốc ảnh hưởng đến các cổng kiểm soát biên giới tự động quét hộ chiếu của hành khách. Những hàng dài hàng trăm người chờ đợi nhiều giờ liền ở sân bay Heathrow và Gatwick ở thủ đô London cũng như ở các sân bay khác trên khắp nước Anh. Sự cố hệ thống xảy ra đúng vào thời điểm đi lại nhộn nhịp vì hiện là kỳ nghỉ mùa xuân và cũng là thời điểm nghỉ giữa kỳ của các trường học. Heathrow, sân bay đông đúc nhất nước Anh, cho biết đã triển khai thêm nhân viên để làm thủ tục cho dòng người đang chờ đợi và phối hợp với lực lượng biên phòng để giải quyết vấn đề này. Sân bay Heathrow phục vụ khoảng 125.000 lượt hành khách mỗi ngày. Hoạt động đi lại tại Anh được dự báo sẽ tăng cao trong vài ngày tới, do kỳ nghỉ cuối tuần cũng là mở đầu của kỳ nghỉ kéo dài một tuần ở hầu hết các trường. Siêu bão Magua đã mạnh lên cấp 5, cấp cao nhất trên thang cảnh báo bão quốc tế và tiến vào Philippines. Đây là cơn bão mạnh nhất được ghi nhận kể từ năm 2021. Siêu bão Magua hiện đang hoạt động ở phía đông đảo Luzon, thổi theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km h sức gió 215 km h và gió giật lên tới 265 km h bắt đầu đổ bộ vào Philippines. Đây là cơn bão thứ hai tấn công quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. Dự báo siêu bão Magua sẽ mang theo lượng mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực, bao gồm cả vùng đô thị Manila. Khi áp sát Philippines, bão Magua gây ra mưa rất lớn, đi kèm lũ lụt, sạt lở đất, gió giật mạnh. Giới chức Philippines sẵn sàng triển khai các nguồn lực như nhân viên cứu trợ, tình nguyện viên, xe chở thực phẩm và máy xúc để đối phó với bão. Trước đó, bão Magua đã quét qua đảo Guam, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ. Đây được xem là cơn bão lớn nhất trong 20 năm nay ở đảo này. Cơ quan khí tượng quốc gia Guam dự báo Magua sẽ duy trì cấp độ siêu bão với sức gió mạnh trên 241 km một giờ trong hai ngày tới trước khi suy yếu.